Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thanh Đoàn, 33 tuổi, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, tháng 4 năm 2021, Bùi Thanh Đoàn sử dụng tên giả là Bùi Thanh Vinh, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và tự xưng là phó giám đốc điều hành công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ Tây Đô để kêu gọi hợp tác đầu tư. Đoàn kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho công ty nơi Đoàn làm việc thuê xe ô tô phục vụ đào tạo học viên, lợi nhuận mỗi tháng từ 6 đến 10% giá trị xe thể hiện trên hợp đồng. Sau khi gặp những người muốn hợp tác, Đoàn yêu cầu họ chỉ cần đưa tiền đầu tư, còn xe thì Đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng. Để bị hại tin tưởng, Đoàn chuẩn bị hợp đồng có chữ ký lãnh đạo cũng như con dấu của công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ Tây Đô, rồi đưa bên cho thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng. Tuy nhiên, trả lợi nhuận được một thời gian thì Đoàn nại ra nhiều lý do để không trả lợi nhuận. Từ đó các bị hại nghi ngờ tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên trình báo công an. Bước đầu, cơ quan công an xác định Bùi Thanh Đoàn lừa 4 bị hại với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Đoàn, công an thu giữ nhiều vật dụng, con dấu, hợp đồng thuê xe và nhiều tài liệu liên quan.